Các buổi biểu diễn của thần tượng âm nhạc như Blackpink, Taylor Swift thu hút hàng chục nghìn du khách đóng góp nhiều triệu đô la Mỹ vào du lịch cũng như kinh tế địa phương. Trên thế giới, xu hướng do idol, cách nói dí dỏm chỉ những người hâm mộ sẵn sàng bỏ tiền bạc thời gian tham gia vào các buổi biểu diễn mà thần tượng của mình trình diễn đã khiến concert tourism, du lịch âm nhạc nở rộ những năm gần đây. Sự kiện Blackpink đến Hà Nội biểu diễn vào cuối tháng 7 đang được kỳ vọng thổi thêm làn gió mới vào kinh tế du lịch Việt Nam. Các nhà kinh tế học từ Đại học West Virginia, Mỹ thực hiện một nghiên cứu vào năm 2020 và nhận thấy các buổi hòa nhạc là động lực thúc đẩy nền kinh tế thu hút không chỉ người trong nước mà còn cả những người ở nước ngoài. Hai buổi hòa nhạc của ban nhạc Rock Pearl Jam vào tháng 8 năm 2018 giúp tăng thêm 58 triệu đô la Mỹ doanh thu khách sạn cho thành phố đăng cai sự kiện và 9 triệu đô la Mỹ tiền thuế từ khoản này. Một số du khách thậm chí còn được hưởng lợi nếu bay sang nước khác xem các buổi trình diễn của thần tượng. Say Bye Missing hâm mộ ca sĩ Mỹ Beyoncé nói đã tiết kiệm được 1.000 đô khi từ Mỹ đến Tây Ban Nha, Do Idol. Chuyến đi 2 tuần của cô đến Tây Ban Nha tốn khoảng 2.500 đến 3.000 đô, gồm vé máy bay khứ hồi chỗ ở, vé xem hòa nhạc của Beyoncé giá 27 đô la Mỹ và một chuyến tham quan đến Mallorca, nếu xem tại Mỹ, giá vé VIP khoảng từ 3.800 đến 5.000 đô. Giá vé xem concert tại Tây Ban Nha rẻ hơn vì được Ủy ban Quốc gia về thị trường và cạnh tranh hỗ trợ, góp phần mang lại lợi ích cho khách du lịch đến xem hòa nhạc. Theo báo cáo của Future Market Insight, thị trường du lịch âm nhạc toàn cầu sẽ đạt giá trị 11,3 tỷ đô trong năm 2032, tăng 5,5 tỷ đô so với năm ngoái. Nhu cầu du lịch có mục đích đã làm tăng thị phần du lịch âm nhạc. Sức nóng của ngành này ngày càng được tăng thêm nhờ sự lan tỏa của các phương tiện truyền thông xã hội. Báo cáo cũng chỉ ra rằng Bắc Mỹ là khu vực dẫn đầu về du lịch âm nhạc, với các lễ hội âm nhạc lớn như Coachella và Lola Paloza, khách du lịch trung bình tối thiểu chi 300 đô cho việc đi lại và ăn ở tại Mỹ, châu Á và Thái Bình Dương thì thị trường du lịch âm nhạc đang phát triển ở các thị trường như Hàn Quốc, Ấn Độ, Hồng Kông, Singapore và Malaysia. Cuối tháng 6 thì Taylor Swift đã công bố lịch trình cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới The Eras Tour năm 2024 và Singapore là điểm đến duy nhất tại châu Á được lựa chọn. Taylor không phải là nghệ sĩ đầu tiên hoặc duy nhất tại châu Á lựa chọn Singapore. Ban nhạc rock anh Coldplay khi tổ chức tour vòng quanh thế giới Music of the Sphere cũng đã tăng số đêm diễn tại Singapore lên 6 nhiều hơn với những quốc gia khác mà nhóm biểu diễn. Không có gì bí ẩn khi quốc gia nhỏ bé chưa đến 6 triệu dân này lại trở thành điểm đến ưa thích được tổ chức biểu diễn của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Giáo sư nghiên cứu chiến lược du lịch Singapore Kang Sen Oi tại Đại học Tasmania nói rằng Chính phủ Singapore đã rất chủ động trong việc tìm kiếm hợp tác với các nghệ sĩ để đưa họ về biểu diễn Singapore là một điểm đến. Bản thân sự kiện đêm hòa nhạc cũng là một điểm đến. Mọi người đến xem hòa nhạc và sẽ tiêu tiền tại Singapore. Vé xem hòa nhạc không rẻ nhưng những người bay đến Singapore là những người có đủ khả năng, Oi nói. Từ năm 2000, thì Singapore đã khẳng định được vị thế thủ đô sự kiện giải trí của châu Á khi tích cực thu hút các nghệ sĩ quốc tế tổ chức đêm nhạc. Buổi hòa nhạc sắp tới của Taylor Swift là một ví dụ khi các quan chức cao cấp của chính phủ Singapore tuyên truyền quảng bá. Tổng cục Du lịch Singapore cũng từng hợp tác với ca sĩ Mỹ Charlie Post và rapper Hồng Kông Jackson Wang để quay video quảng bá các điểm đến nổi tiếng của đất nước. IMC Group Asia, một công ty quản lý các buổi hòa nhạc ở Singapore, nói Singapore là một địa điểm lý tưởng cho các nghệ sĩ biểu diễn vì cơ sở vật chất như khách sạn, thực phẩm và phương tiện đi lại tốt việc dễ dàng xin giấy phép hoạt động thị thực là một yếu tố quan trọng cần phải cân nhắc tổ chức phi lợi nhuận về nghệ thuật lễ hội và sự kiện malaysia đã ca ngợi singapore là một minh chứng cụ thể cho việc chính phủ và tổ chức tư nhân cùng hợp tác để mang lại lợi ích cho nền kinh tế và du lịch